Chào quý vị các bạn thân mến. Nay mình làm một đề tài tiếp theo trên trang nhà của Nguyễn Cường. Thì những sự thật về đạo Công giáo Vatican. 1. Ở Việt Nam, đạo Công giáo không có giáo hội độc lập riêng của người Việt Nam mà chỉ có hội đồng giám mục. Tuyệt đối chịu sự chỉ đạo và bổ nhiệm chức sắc từ Tòa Thánh Vatican. Khi thực dân Tây Phương chưa bị đánh bật khỏi nước ta, thì hội đồng giám mục này chủ yếu là các cố đạo người da trắng. Sẽ không ngoa khi nói rằng hội đồng giám mục này là cánh tay nối dài của Vatican trong lòng nước Việt. Là công dân Vatican tạm trú trong lòng nước Việt. Do đó chúng luôn đặt lợi ích của Vatican lên trên lợi ích dân tộc. 2. Vatican là thế lực gây nhiều tội ác nhất trong lịch sử loài người từ khi nó ra đời cho đến nay. Tuy mang danh nghĩa của một tôn giáo, nhưng giáo hội Công giáo lại là tổ chức chính trị có liên hệ mật thiết với các thế lực đế quốc. Thực dân với tôn chỉ dùng thần quyền để uy hiếp thế quyền, lấy thế quyền phục vụ thần quyền nhằm bành trướng Đức Chúa. Vì thế thù dù biện bạch trên khía cạnh tôn giáo hay thế tục thì đạo Công giáo đều không thể phủ nhận bản chất phản động này. 3. Đây là tôn giáo chủ trương ngu văn hóa, lấy cái gọi là đức tin để đặt lên trên hết, lương lẹo thần học để biến con người thành những con chiên cuồng tín, mất đi khả năng suy nghĩ độc lập bình thường, mà chỉ ngoan ngoãn quên mình trong văn phục, không thể lấy đầu óc con người để hiểu được nhiệm màu của Thiên Chúa hay phúc cho ai không thấy mà tin. Tôn giáo này mang danh nghĩa là thờ thần, nhưng quyền lực của thần lại nằm trong tay người trần tục. Chúng vẽ ra ý Chúa theo ý của chúng rồi tự nhận rằng chúng đại diện cho Chúa ở trần gian. Rồi chúng cai trị và khống chế con chiên theo mục đích và quyền lợi của Vatican. Vì mang bản chất ngu văn hóa nên trong tuyên truyền, chúng thường dùng chiến thuật nhồi sọ, tẩy não, lặp đi lặp lại. Điều gì không đúng, nói nhiều sẽ thành đúng, nói thật nhiều sẽ thành chân lý, và cả vú lấp miệng em. Những lời vô căn cứ bịa đặt hoặc xuyên tạc giam cầm tinh thần con người trong u mê, mù quáng và hoang tưởng, bất chấp lương tri trí thức, bất chấp đạo đức tự do. Chúng tạo ra giáo luật để đè đầu cởi cổ tín đồ. 4. Đây là tổ chức tôn giáo ngông cuồng và lưu manh nhất, luôn tự động hóa mình với các tôn giáo. Bất kể sự thật, trên thế giới có hàng ngàn tôn giáo khác. Mỗi khi bạn nói ra những sự thật, những sự kiện lịch sử về đạo Công giáo mà không vừa lòng họ, thì bạn sẽ dễ bị chụp mũ là phỉ báng tôn giáo, là xúc phạm tôn giáo, là cộng sản vô thần, vân vân. 5. Ngược lại với luận điệu to mồm này, đạo Công giáo là thế lực phản động nhất nhân loại, có hệ thống và tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Khi suốt chiều dài lịch sử đầy ắp những sự kiện bẩn thỉu, phi nhân tính, đạo Công giáo một khi đoạt được quyền lực cai trị quốc gia thì thần quyền sẽ thẳng thay đàn áp các tôn giáo khác để tiêu diệt kẻ lạc đạo, cưỡng ép hôn nhân, o ép chính trị, hủy diệt văn hóa địa phương. Chiến thuật bị ổi của người giới đầu sỏ là chúng chỉ đạo cho giáo dân là vừa ăn cướp vừa la làng, ngẫm máu phun người, mồm năm miệng mười kêu gào tự do tôn giáo, hoặc thường xuyên khóc lóc ăn vạ vì cho rằng bị đàn áp tôn giáo. Bọn linh mục ra sức kích động con chiên vi phạm pháp luật, xây dựng trái phép, ra mặt thách thức chính quyền dưới chiêu bài chiếm đất để mở rộng Đức Chúa, xem thường pháp luật, coi trời bằng vung,
hợp tác với chính quyền, ra mặt khiêu khích chính quyền. Nếu chính quyền hay người dân bất bình và can thiệp thì lập tức chúng hô hoáng lên là bị đàn áp, bị đánh đập để lừa gạt người ngoài cả tin. Rồi chúng ra sức vận động ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày Mã Tổ, gây đau thương tăng tốc. 6. Do quyền lợi bị thu hẹp nghiêm trọng trong các phong trào cách mạng, đấu tranh giai cấp và giải phóng thần quyền từ thế kỷ 17, đặc biệt là từ kỷ nguyên khai sáng ở châu Âu, mà đỉnh cao là cuộc cách mạng tư sản Pháp năm 1789, đã bẻ gãy và tước đoạt quyền lực của giáo hội công giáo, rồi hàng loạt các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước bị thuộc địa, dẫn đến quyền lợi và ảnh hưởng của Vatican bị thu hẹp nghiêm trọng. Do đó Vatican rất cay cú và điên cuồng, như nên mang tư tưởng thù hận. Do đó Vatican đã trở thành tổ chức chống cộng điên cuồng nhất dưới chiêu bài chống cộng sản vô thần. Vatican sử dụng nhiều thủ đoạn đê hèn và trơ trẽn để thực hiện âm mưu này. Nhưng vị giáo hoàng Pio thứ 12 năm 1949, ông ta đã ký một sắc lệnh dọa rút phép thông công hoặc cấm tất cả các tín hữu công giáo nếu tham gia vào các tổ chức yêu nước, các tổ chức cộng sản để đi ngược lại lợi ích của Vatican. Chúng sử dụng thần quyền và giáo luật để nhiều thủ đoạn để tẩy chay, cô lập, để khống chế những người yêu nước ở các quốc gia. 7. Vatican là một quốc gia rất nhỏ, nhưng lại đóng vai trò là trung ương đầu não điều khiển bầy chiên toàn trên thế giới. Do đó Vatican là công cụ lý tưởng của các thế lực thực dân phương Tây khi xưa, và xem đầm quốc tế ngày nay nhằm can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác, đặc biệt là nhóm các quốc gia cựu thuộc địa, thông qua lực lượng bầy chiên tín đồ bản xứ mà Vatican đã cấy và truyền đạo vào được là liên minh phương Tây. Vatican đã có trong tay những tay sai đắc lực và trung thành nhất, những con chiên có nanh vuốt quên bình trong vương phục, sẵn sàng ngoan ngoãn làm theo sự chỉ đạo của chủ trăng, bất chấp quyền lợi dân tộc quốc gia, bất chấp đạo lý, bất chấp lương tri, chúng sẵn sàng chết cho Vatican. 8. Do vừa là một tổ chức tôn giáo, vừa là một tổ chức chính trị, do đó Vatican là một tổ chức độc tài, toàn trị cao nhất. Tôn giáo này luôn nhân danh thánh thiện, nhân danh tự do và nhân danh Chúa để chà đạp và bóp chết quyền con người, bóp chết mọi tự do. Nhưng tự do tôn giáo hay không tôn giáo, tự do hôn nhân, chúng bắt các tín đồ thường xuyên phải xưng tội trực tiếp với mấy vị chủ trăng, qua đó sẽ nắm được mọi điểm yếu và lòng trung thành của tín đồ đối với Vatican. Nếu bất cứ tín đồ nào mà không tuân thủ điều này thì sẽ bị theo dõi, tẩy chay, cô lập và xa lánh. Chúng luôn nhân danh Chúa để hù dọa sẽ bị Chúa trừng phạt đủ kiểu. Đây là những thủ đoạn hết sức tiểu nhân, hèn hạ, trơ trẽn và vô nhân tính để khống chế tâm lý và tinh thần tín đồ. 9. Cato có hệ thống kinh sách giáo lý hoang đường và phi lý. Sách kinh có hai loại. Loại thứ nhất là sách kinh thánh, như kinh Cựu Ước của người Do Thái cổ đại, và kinh Tân Ước là tập hợp các phúc âm do những đồ đệ hoặc những kẻ thuộc môn phái của Giê-xu người Do Thái viết lại, xoay quanh cuộc đời và những lời tuyên bố của ông Giuse. Giê-xu là người không hề được lịch sử ghi nhận, cũng không vĩ đại hay là một đấng đã cứu rỗi nhân loại như tuyên truyền của Kitô giáo. Loại sách thứ hai là kinh nguyện do các giáo sĩ viết để phục vụ cho việc nhồi sọ niềm tin Kitô cho tín đồ để họ đọc hàng ngày, hàng tuần. Sách kinh thánh có vô số điều hoang đường, mâu thuẫn, chỉ phù hợp với các đầu óc của người có kiến thức cổ đại. Giáo điều và tín lý của Kitô tuy dựa trên kinh thánh không những hoang đường mà còn có nhiều điểm mâu thuẫn với cả kinh thánh
Đây là sản phẩm nhân tạo thuần túy của các cộng đồng Cato trong lịch sử nhằm điều chỉnh hệ thống ngụy biện thần học của mình sao cho dễ dàng mê hoặc lừa bịp tín đồ. Chúng sử dụng chiến thuật điều gì không đúng mà nói nhiều sẽ thành đúng, nói thật nhiều sẽ thành chân lý. 10. Kitô giáo là tôn giáo xuất vật hóa con người. Coi con người là bầy chiên vô hiệu hóa bộ não tín đồ để dễ bề căn dắt, để dễ phục tùng, đặt Chúa lên trên mọi việc. Do đó cũng xem thường đạo lý tôn kính tổ tiên và tinh thần dân tộc và đạo đức con người. Từ giới chăn chiên đến tín đồ đa phần là mang tâm cảnh hèn hạ, rẻ mạt. Chúng luôn coi rẻ sẵn sàng nhục mà nhà quốc gia dân tộc, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chúng dám hé răng lên tiếng phản đối những bất công và tội các tay trời của Vatican. Lời kết: chúng ta không thể ngay tức khắc xóa bỏ thứ tàn dư độc hại này ra khỏi đất nước. Nếu làm điều đó thì quá vô nhân đạo, không có lương tri. Nó sẽ có tội với non sông, với nhân loại và lịch sử. Rồi sự thù hận sẽ lâu dài, dù sao họ cũng là công dân Việt Nam, cũng đóng góp ít nhiều cho sự trưởng thành và phát triển của đất nước. Do bản chất gốc rễ của vấn đề là sự hiểu biết và trình độ nhận thức của con người. Do đó, ngoài mục đích nâng cao dân trí, nhận thức và hiểu biết của họ, phải cho họ hiểu rằng biết đặt cuộc sống của chính họ và gia đình họ lên trên hết và âm mưu của Giáo hội Công giáo Vatican. Tiếp theo, bài Thiên đàng và Hỏa ngục đâu là sự thật, có đúng là Thiên Chúa tạo ra muôn loài và sẽ phán xét nhân loại. Các câu chuyện truyền thuyết cổ xưa nói về các vị thần tạo dựng ra thế giới và muôn loài, thì trên thế giới có rất nhiều vị thần tạo dựng và sáng tạo như vậy, như 12 vị thần trong truyền thuyết của Hy Lạp, 3 vị thần Shiva, Vishnu và Brahma, Rama trong Ấn Độ giáo, hay đạo Hindu cũng tạo dựng thế giới. 2 vị thần là Bàn Cổ và Nữ Oa trong truyền thuyết của người Trung Quốc cũng tạo dựng nên thế giới, hay Thiên Chúa, thần Jehovah của người Do Thái. Rồi các vị thần sáng tạo trong truyền thuyết của người Ai Cập và vùng Tây Âu, vân vân, và rất nhiều. Nếu nói về các vị thần tạo ra con người từ bùn đất rồi thổi hồn vào, thì ngoài Thiên Chúa hay thần Jehovah của người Do Thái ra, còn có thần Prometheus trong 12 vị thần của văn hóa Hy Lạp, hay Nữ Oa trong văn hóa của người Trung Hoa, hay thần Vilacocha của chủng tộc da đỏ Inca ở Nam Mỹ, và vân vân, cũng làm như vậy. Trong các câu chuyện tạo dựng đó thì câu chuyện về Thiên Chúa ra đời muộn nhất, có nghĩa rằng nếu nói về tuổi tác thì Thiên Chúa chỉ đáng hàng con cháu của các vị thần kể trên. Ngài sinh sao để muộn, nhưng Ngài lại cướp công của các mấy bậc tiền bối. Nếu nói về tính thuyết phục và tính logic hợp lý trong việc tạo dựng, thì câu chuyện Thiên Chúa tạo dựng như sách Sáng Thế miêu tả là câu chuyện mâu thuẫn và vô lý bậc nhất. Nếu nói về nhân tính hay tính thiện trong các vị thần, thì Thiên Chúa là một vị thần tàn ác nhất, vô nhân tính nhất, dù thù dai nhất và tiểu nhân nhất. Ai không tin Ngài, không nghe Ngài, không tôn vinh một mình Ngài, là Ngài sẽ giết chết. Ngài thanh trừng và hành hạ, bắt con Ngài phải mang tội muôn đời muôn kiếp. Nếu bỏ qua các vị thần sáng tạo kể trên, Kitô giáo cho rằng Thiên Chúa là một vị thần tự hằng hữu sáng tạo ra tất cả. Cứ tạm thời tính như vậy đi. Vậy câu hỏi đặt ra là ai tạo ra Chúa? Ông ấy tự hằng hữu ư? Khi vũ trụ chưa tồn tại thì chắc chắn toàn bộ không gian vũ trụ này sẽ không hề tồn tại bất cứ cái không gian thời gian nào, không hề tồn tại bất cứ loại vật chất hay nguyên tố nào cả. Vậy nếu ông ấy tự hằng hữu trước vũ trụ, trước không thời gian,
và thì ông ấy tự hằng hữu bằng cái gì? Cơ thể của Chúa được cấu tạo bằng cái gì? Bằng loại vật chất hay nguyên tố gì? Và vật chất ấy lấy ở đâu? Hay là vật chất ấy lấy ở vũ trụ khác do Chúa ông nội cũng tự hằng hữu và sáng tạo ra hả? Người Kitô hữu tin rằng đến một thời điểm nào đó Thiên Chúa sẽ giáng thế hay quang lâm rồi phán xét nhân loại và cho người chết sống lại. Vậy vấn đề đặt ra là khi con người chết đi rồi, theo thời gian xác sẽ phân hủy hết, nhờ các loại vi sinh vật, và các vi sinh vật này sẽ trở thành thức ăn cho nhiều loại vi sinh vật khác, rồi cho các loài động vật thực vật, rồi các loài động thực vật này cũng sẽ trở thành thức ăn cho vô số loài động thực vật khác và cho cả con người nữa. Và cứ như vậy nó trải qua hàng tỷ vòng đời các loại như vậy. Ta đó gọi là chuỗi thức ăn. Chưa kể có vô số người chết, họ dùng phương pháp hỏa táng, thiên táng hay thủy táng. Vậy ngài Thiên Chúa này sẽ phục chế, bóc tách và lắp ghép bức tranh con người sống lại như thế nào đấy? Ngài cho các xác chết đội mồ để sống lại kiểu gì đấy? Tin được điều này không các bạn? Bây giờ cứ tạm thời tin rằng ngài làm được những việc đó đi. Khi con người sống mà làm đúng theo ý của ngài, trong khi có nhiều tôn giáo cùng thờ ngài, mỗi tôn giáo lại vẽ ra ý ngài khác nhau, đức tin khác nhau, rất xung đột với nhau, không biết ý ngài kiểu gì đây. Thì khi chết, ngài cho lên thiên đàng, tức là linh hồn sẽ lên đó để hưởng dung nhan kiểu kiều diễm và không tì vết của ngài và sống đời đời. Nhưng ngài lại hứa rằng bất thình lình ngài xuất thế gian phán xét nhân loại rồi phục chế cho xác sống đó sống lại, đồng thời ngài sẽ lôi các linh hồn đó xuống thế gian nhập vào các xác sống đó rồi mới sống lại được. Nếu như vậy thì trên thiên đàng chắc chắn chỉ là vùng đất tạm thời thôi, hay trên đó chỉ là vùng đất chó ăn đá, gà ăn sỏi, vùng đất chỉ dành cho những kẻ u mê và mù quáng. Nếu các xác chết mà sống lại được thì từ trước đến nay hành tinh này sẽ có hàng trăm tỷ con người. Vậy thì họ sẽ sinh sống và tồn tại như thế nào đây? Có khác gì địa ngục không? Nếu mọi người không tin thì Chúa nhân từ và thánh thiện sẽ đầy xuống hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Hỏa ngục là một trạng thái nằm ở nơi tận cùng của thế giới trong lòng đất, là nơi có biển lửa vô cùng nóng sẽ thiêu đốt linh hồn, là vùng trạng thái mà giáo hội đưa ra để hù dọa các tín đồ rất hiệu quả. Nó ép công chiên phải răm rắp tuân phục, nghe theo giáo hội mọi lúc mọi nơi. Giáo hội Công giáo tự cho là cái quyền độc tôn ban phát và phân phối các linh hồn lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, tùy theo sự nghe lời hay không. Vậy đâu là bản chất của lửa hỏa ngục? Nếu bất cứ một sinh vật sống nào trên trái đất nếu bị thiêu trên ngọn lửa thì sẽ không bao giờ tồn tại được quá 5 phút. Nên còn theo đức tin Thiên Chúa giáo thì lửa hỏa ngục sẽ vô cùng nóng nực. Vậy mà linh hồn khi bị đầy xuống hỏa ngục đời đời, bị tạm giữ nơi đây để thiêu đốt mà vẫn có thể tồn tại đời đời kiếp kiếp được, vẫn sống khỏe mạnh hàng tỷ năm được, vô lý và nực cười chưa? Vậy lửa hỏa ngục do Chúa tạo ra chỉ để là thứ ăn hại, thứ bịp bợm và lưu manh, không đáng quan tâm. Tôi không hiểu được đây là loại lửa gì mà hàng tỷ năm cũng không thể thiêu đốt được một sợi lông chân. Cũng theo đức tin của Thiên Chúa giáo thì Satan là một vị thần rất thông minh, nhưng vì không nghe theo Chúa, chống lại những hành động độc đoán của Chúa, nên Chúa đã chưa xuống hỏa ngục và cai quản nơi đây. Trong các mối quan hệ chúng ta thường nghe đến câu nói kẻ thù của kẻ thù là bạn của nhau. Câu này luôn luôn đúng. Hai thực thể luôn chống đối sự độc đoán và dối trá của Chúa để bảo vệ sự thật và công bằng xã hội thì chắc chắn họ sẽ là bạn, là đồng đội và đồng minh của nhau. Vì vậy chẳng có lý do gì mà Satan lại thù địch và hãm hại con người cả.
trong khi chính ông ta đã xuất hiện đúng lúc và kịp thời để dạy con người trong vườn địa đàng biết mở mắt, có trí khôn, biết nhận thức, biết cảm xúc của tình yêu, để từ đó con người mới duy trì được nòi giống và sinh con đẻ cái. Nếu không thì thần Sát Tăng thì loài người sẽ vĩnh viễn không bao giờ được sinh ra, không bao giờ được hưởng cảm xúc của tình yêu, không bao giờ sẽ có trí khôn. Sa Tăng, đây không những là vị thần của lòng nhân ái, của lòng bao dung, mà còn là vị thần biểu tượng của tri thức và tình yêu, của lòng thật thà, không lươn lẹo, không lưu manh, và là người thầy giáo vĩ đại của loài người. Tôi cũng không hiểu sao một vị chúa luôn được rêu rao là nhân từ và thánh thiện lại có thể cay cú và thù địch mãi mãi với người thầy giáo Sa Tăng. Đã dạy cho đứa con của ông ấy nên người như vậy nhỉ? Tất cả cái gọi là đức tin mà chúa áp đặt cho loài người đều là bịp bợm, dối trá và cóc thèm quan tâm. Chúa ơi là chúa, ông nên dẹp ba cái trò bịp bợm lưu manh và rác rưởi này đi, để loài người đỡ khổ, để họ không bị đám người nhân danh ông, chúng tuyên bố đại diện cho ông, để dùng ông như một công cụ để cai trị và bóc lột con người. Còn ông, còn không, ông hãy vặn cổ chết cái đám lưu manh nhân danh ông hay thánh thần, lũ vô đạo đức và mất dạy đó đi. Thằng ôi, khi tôn giáo đó đã giáo luật hóa và xây dựng một vị thần hư cấu thành một con quái quật chuyên đi dụ dỗ, hù dọa và bịp bợm loài người, thật đáng khinh bỉ và nguyền rủa chúng nó. Chúng bắt mọi người phải ca tụng, tôn vinh con quái vật này mọi lúc mọi nơi, với mục đích thống trị thế giới, trị trì con người, bất chấp tri thức, lương tri, bất chấp đạo đức, bất chấp tự do. Đúng là tà đạo nhảm. Khi tô giáo, chúa thật rác rưởi và cặn bã. Xin cảm ơn các quý vị, các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình xin hẹn clip sau.